các bạn đến với Mimin Tarot và ngày hôm nay thì mình đem đến chủ đề đó là bạn của một năm sau sẽ như thế nào. Hãy đón nhận thông điệp này một cách thật là cởi mở nhất nhé. Và ngày hôm nay chúng ta cũng có 3 sự lựa chọn này. 1, 2, 3. Hãy chọn cho mình một lá bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất và đừng quay cái video này lại để mà đọc chữ nhé. Các bạn hãy chọn theo vị trí, theo trực giác hay là gì đó nhé. 1, 2, 3. Ok, và chúng ta sẽ đến với số 1 nha. Đây là trẻ bé chung, chính vì vậy hãy đón nhận cái thông điệp này một cách thật là cởi mở nhất. Và không phải lúc nào các bạn cũng sẽ nhận thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Với câu hỏi đấy là bạn của một năm sau sẽ như thế nào thì xin hỏi những ai chọn tụ bài số 1 xin được giơ tay lên được không ạ? Các bạn biết không, một năm sau của các bạn mình thấy có thể là sẽ có kết hôn ở đây, sẽ có lập gia đình ở đây nha các bạn. Ở đây có 10 ly rồi có union ở đây thì mình thấy là khá là chắc cú. Nếu như mà không phải là người trong gia đình của các bạn thì rất có thể sẽ là chính các bạn sẽ lập gia đình, có thể sẽ có một mối quan hệ nào đó đi đến cái việc lập gia đình, kết hôn ở đây. Ôi giời ơi. Rồi, mình thấy rằng là thật ra thì bạn cũng không cần phải quá lo lắng gì lắm trong cái khoảng thời gian từ nay cho đến một năm nữa đâu. Cứ thoải mái, cứ bình tĩnh, tận hưởng thôi các bạn ạ. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa mà mình thấy rằng là bạn của một năm sau á, mình thấy là các bạn bắt đầu tìm được cái sự bình yên rồi. Có thể là bạn đã tìm được cái người cho bạn cái cảm giác bình yên, cảm giác thoải mái, cảm giác vui vẻ. Có thể là nó không quá hừng hực kiểu tình yêu nhiệt huyết như là năm mười mấy tuổi, nhưng mà nó đem đến cho bạn sự bình yên. Và bạn cảm thấy người này chính là cái bến đỗ hạnh phúc của bạn, bến đỗ dừng chân của các bạn. Thì mình thấy rằng là ở cái thời điểm trước ấy, có thể là thời điểm này luôn, các bạn thì còn đang rất là đang vật lộn với nhiều vấn đề, nhiều thứ ở trong cuộc sống của các bạn, loay hoay đi tìm những cái câu trả lời cho những câu hỏi của chính bản thân các bạn. Nhưng mà các bạn chưa tìm được thì mình thấy rằng là bạn sẽ tìm được thôi. Và hạn cuối cùng đấy chính là một năm nữa là các bạn cũng đã đến được cái đích rồi, đã gặp được hoặc là đã thấu hiểu được những thứ mà các bạn cần phải hiểu rồi. Và với cái lá bài này nó cũng nói về cái việc đấy là bạn sẽ đi trên cái con đường á. Đấy là đại loại là bạn sẽ sắp đạt được một cái thành tích, một cái thành tựu, một cái mà sau những cái tháng ngày cố gắng ấy, thì đến cuối cùng là các bạn sắp nhận được cái thành quả, thành tựu của bản thân các bạn rồi. Thế cho nên thời điểm này nếu như các bạn đang khó khăn ấy, hãy cứ tiến lên phía trước đi và hãy chờ xem vũ trụ đem đến những cái điều tuyệt vời gì dành cho các bạn. Mình thấy rằng là đây nó giống như là một cái sự đền đáp cho những cái cố gắng, nỗ lực của các bạn trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Nó giống như là một cái gì đó, công lý được thực hiện, thực thi đấy. Nếu như thời điểm này hoặc là thời điểm trước ấy, các bạn đang gặp những cái thiệt thòi, những cái đau đớn, rồi là những cái điều nó không được thuận lợi lắm trong cuộc sống các bạn, thì mình thấy là cái khoảng thời gian một năm sau sẽ là một cái khoảng thời gian bạn bình yên và rất là hạnh phúc nhá. Rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc ở đây. Thế cho nên thời điểm này, nếu như các bạn thời điểm này có mối quan hệ với ai đó rồi, nhưng mà cái mối quan hệ đấy nó đang gặp phải những cái khó khăn, hoặc là cái mối quan hệ đó nó đang kiểu như là nó đang bị trùng xuống ấy, thì mình thấy là không cần phải quá là lo lắng đâu. Bởi vì cái mối quan hệ này có thể cái tương lai của nó chính là cái sự kết hôn. Hoặc nếu không nhá, nghe kỹ này, hoặc nếu không có thể là bạn sẽ chia tay với cái người này, chia tay với cái mối quan hệ không thực sự dành cho các bạn. Sau đó bạn mới gặp được cái người mà cùng bạn nắm tay đi đến bến đỗ hạnh phúc ấy, chạm kế tiếp hạnh phúc ấy. Đấy. Thế cho nên là hãy chờ, hãy để cho mọi thứ được diễn ra tự nhiên và học cái cách tận hưởng đi. Chứ thay vì lo lắng, sợ hãi không đâu thì vũ trụ luôn có những cái kế hoạch cực kỳ là bất ngờ. Cho dù bạn cố spoil đến như thế nào chăng nữa ấy, bạn cũng sẽ không thể spoil được hết. Và nó sẽ rất là mơ hồ thôi. Và mình thấy rằng là thời điểm một năm sau các bạn sẽ là cái khoảng thời gian bạn ngồi lại để chiêm nghiệm toàn bộ những gì đã xảy ra trong suốt cái cuộc hành trình từ trước cho đến nay của các bạn. Các bạn học ra được rất là nhiều bài học, các bạn tận hưởng cái sự bình yên trong cuộc sống. Wow, tụi này có kết hôn nè. Rồi, có thể là kết hôn, đính hôn hoặc đi đến cam kết hôn nhân với một ai đó nha. Mình thấy rằng là tất cả những cái băn khoăn của các bạn ý, thời điểm này các bạn chưa biết được đâu, chưa hiểu được đâu, nhưng mà hãy cứ tiến lên phía trước, hãy cứ bước những cái bước tiếp theo về cái hướng phía trước ấy. Dần dần mọi thứ nó sẽ, những cái nút thắt, những cái câu trả lời nó sẽ được đem đến trong cuộc sống của các bạn thôi. Nói chung là bạn cứ chậm chậm, cứ từ từ, không việc gì mà phải vội vàng cả. Bây giờ mình sẽ xem là còn tiết lộ gì về cái việc kết hôn này không. Mình không hiểu sao nhưng mà lúc mà mình rút bài á, mình đâu có cảm giác là thế nào cũng có tụ kết hôn ở đây.
Ui giời ơi, nhưng mình lại không chọn tụ một các bạn ạ. Yeah, không phải mình rồi. Ok, tiếp là xem cái rồi cái người này sẽ đến tán tỉnh các bạn. Từ nay, nói chung là từ nay đến một năm nữa thì nó sẽ phải wow, very soon. Thôi thôi, mình thấy là dạng sắp gặp cái người này rồi, ở cái thời điểm này rồi, thì bây giờ là bắt đầu gặp thì là vừa vừa rồi, yêu nhau tầm một năm chẳng hạn, năm năm sau là bắt đầu có những cái hành động đi đến cam kết nhiều hơn. Wow, very soon. Người là một người rất là thấu hiểu bạn nhá. Đúng rồi, có lẽ là engagement thôi, không lệch đi đâu được nhá. Cái mối quan hệ này sẽ có rất là nhiều sự nỗ lực, và để cho hai người có thể nâng lên một cái tầm cao hơn nữa trong khoảng một năm sau, thời điểm một năm sau. Mình thấy là các bạn thời điểm này có thể là đang có thể bắt đầu đã trải qua những cái giai đoạn khó khăn và bắt đầu forgiving and learning, tức là các bạn bắt đầu tha thứ và học được những cái bài học trong quá khứ rồi. Và khi mà các bạn bắt đầu dọn dẹp mọi thứ nó gọn gàng hơn á, đó chính là cái điều kiện rất là tốt để cho những cái điều mới, những cái cơ hội mới và cơ hội thực sự dành cho bạn ấy, nó ùa vào trong cuộc sống của các bạn được. Hãy biết rằng bản thân bạn thực sự xứng đáng với tình yêu nhá. Mà tình yêu này chính là tình yêu mà thực sự xứng đáng dành cho các bạn đấy. Thật là vô mốt. Ok, xem nào, rút tiếp nhá. Lâu lâu kiểu quả phấn khích này, thích thật. Mình cũng khá là thích khi mà lật bài đây nhé, để mình không biết là cái câu chuyện gì nó sẽ được diễn ra đây đây nhỉ. Đó. Ok, có rất là nhiều cái đam mê ở đây giữa hai bên, rất là nhiều sự lãng mạn sẽ có giữa hai người nhá. Nói chung là cái mối quan hệ này từ nay cho đến một năm nữa, tức là khoảng một năm sau á, mình thấy là nó có nhiều biến chuyển lắm và nhiều cái thay đổi bất ngờ lắm, cho nên là thôi không, mình không nên quá là biết trước đào sâu nó để làm gì cả, bởi vì chúng ta phải có trải nghiệm, trải nghiệm xong thì chúng ta mới rút ra được bài học, rút ra được kinh nghiệm chứ, đúng không? Như mình thấy là thôi quả này là mình thấy cái người này họ sẽ rất là dễ dàng đến với cuộc sống của các bạn á, khi mà bạn thực sự biết cách yêu thương bản thân của bạn nhiều hơn, họ sẽ đến và trao tình yêu thương dành cho các bạn. Họ đến và họ cũng hỗ trợ các bạn á, làm rõ khá là nhiều thứ trong cuộc sống mà các bạn vẫn còn đang phân vân. Nhưng mình thấy là thời điểm này các bạn đang lo lắng cái gì lắm ấy. Đang lo gì vậy? Đang rất là lo lắng, đang rất là buồn rầu hoặc là khó chịu vì một cái gì đấy. Nhưng mà ở đây vừa có không cần phải lo lắng đâu, và mọi thứ nó không hề nghiêm trọng như bạn nghĩ ấy. Thôi vui vẻ lên, thoải mái lên. Hay là lại em chưa muốn lấy chồng đâu, hay là anh chưa muốn lấy vợ đâu. Rồi mình sẽ lấy trong bộ Lover Oracle nha, xem là còn hé lộ gì nữa cho các bạn về cái trường hợp này không. Tụ này là tụ số 1 này. Tóc. Tụ số 1. Tụ số 1. Nếu như mà bạn phải làm một điều gì đó thì bạn sẽ làm gì? Câu trả lời nó nằm ở trong trái tim của bạn, chứ không phải là trong tâm trí của các bạn. Bởi vì trái tim chính là cánh cổng của linh hồn, của tâm hồn của các bạn. Hãy nhắm mắt lại và nói với bản thân bằng bạn rằng bạn thực sự xứng đáng với những cái niềm vui, những cái điều tốt đẹp nhất. Và bạn có thể, bạn chính là cái người mà cho phép những cái điều tốt đẹp, những cái niềm vui đó nó bước vào trong cuộc sống của các bạn. Mình thấy là cái người này chính là cái mảnh ghép mà các bạn sẽ tìm thấy mảnh ghép thực sự phù hợp với các bạn để các bạn có thể đi đến được một cái kết mới nhau. Và mình thấy là một năm sau của các bạn á, các bạn đã tìm thấy cái sự bình yên rồi. Đấy là một trong những cái điều đã quá là đáng ăn mừng rồi. Nữa là có kết hôn, nữa là có cam kết đính hôn gì đó ở đây. Mình nghĩ là chắc chắn thôi, bởi vì lẫy cũng rút ra được engagement mà.
Ok nhá, đó là tụ bài số 1 này. Và mình thấy là thêm một điều nữa, mình thấy rằng là hai người nó cũng có duyên nợ với nhau, cũng là một thuộc dạng rõ ràng rồi, duyên nợ với nhau, cho nên hai người gặp nhau để trở thành một nửa của nhau. Ok, chúng ta sẽ đến với tụ bài số Các bạn 2 nhé. đến với số 2, đây là trả bài chung. Chính vì vậy hãy đón nhận thông điệp này một cách thật là cởi mở nhất. Và không phải lúc nào các bạn cũng sẽ nhận thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Với câu hỏi là một năm sau các bạn như nào, thì mình thấy rằng là ồ, tại sao toàn là liên quan đến tình yêu này. Chắc đây là cái yếu tố mà mọi người quan tâm nhất đúng không? Đối với tụ bài số 2 đấy, các bạn nhìn thấy chung lúc không chung mình không? Mình thấy là có một cái tầm này một năm sau á, là cái khoảng thời gian mà các bạn có thể là chuẩn bị gặp tình yêu đích thực của đời mình. Mình không cần bán xem là cái năm nay của các bạn như nào nha, nhưng mà mình thấy là cái năm sau của các bạn, một năm sau của các bạn á, sẽ là khoảng thời gian mà tình yêu đích thực đến với cuộc sống của các bạn. Và mình thấy thời điểm đó các bạn đang rất là tuyệt vời, đang rất là ổn định, độc lập, tự do, hạnh phúc với cái sự độc lập tự do hạnh phúc của chính bản thân các bạn. Các bạn biết cách yêu thương bản thân, các bạn hiểu rõ được rằng là tâm trí mình thực sự muốn điều gì, không phải tâm trí mà là cái bên trong của mình nó như thế nào, cái giống như là cái thánh địa bên trong các bạn như nào. Và mình thấy là mình cảm nhận được năm sau, tầm này một năm sau á, là cái khoảng thời gian mà các bạn đã nhận được rất là thành tựu, nhiều thành tựu trong cuộc sống rồi. Có thể thời điểm này các bạn chưa có gì trong tay, nhưng mình thấy các bạn sẽ bắt đầu từ con số 0, từ chính cái vị trí, từ chính cái nơi mà bạn đang sinh sống, mà đang làm việc, hoặc là chính cái vị trí mà các bạn đang đứng trên cái hành trình này á. Các bạn sẽ cố gắng nỗ lực để có được cái một năm sau, là mình thấy là các bạn có tự do này, có độc lập này, có sự thu hút này, có tình yêu thương bản thân, có tiền. Ok, và mình thấy rằng là bạn phát huy được cái nữ tính bên trong bản thân của các bạn rất là nhiều so với trước đây. Các bạn dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn, và các bạn tận dụng được cái nguồn sức mạnh bên trong của các bạn rất là nhiều. Và mình thấy là các bạn sẽ có một cái open relationship với ai đó, và rất có thể cái người này sẽ là cái tình yêu đích thực mà dành cho các bạn. Có thể trong năm nay nó sẽ là một cái open relationship, nhưng mà sang năm sau thì nó lên một cái gì đấy cao hơn chẳng hạn. Hoặc nếu không thì có thể là nói chung là cứ diễn biến từ nay một năm nữa, thì mình thấy là có thể là sẽ xuất hiện, bạn ít nhất là sẽ gặp hai người nữa, người mới người cũ. Mình người mới hay người cũ thì mình không bàn nhé, cũng không nói ở đây nhá, tại vì có rất là nhiều trường hợp khác nhau ấy. Nhưng mình thấy rằng là ít nhất là các bạn sẽ gặp hai người nữa, và có thể là một trong hai cái người này á chính là cái tình yêu đích thực mà họ mò đến, à quên, họ tìm đến bạn, quên, mò đến tiếp. Và mình thấy là mình thấy có một cái điều cực kỳ lớn ở đây, đấy là các bạn giành được cái quyền làm chủ, cái sự độc lập của các bạn. Có thể bạn sẽ đi làm những cái điều mà tiên phong, mang tính tiên phong, một mình bạn làm á, một mình bạn cứ làm á, không ai can thiệp và cũng không ai hỗ trợ được cho các bạn, cũng không ai gọi là giúp các bạn. Và chính cái điều đó ấy, cho nên bạn mình thấy bạn rất là tự hào vì cái thứ mà các bạn đạt được trong cái khoảng thời gian một năm sau, cái thành tựu của các bạn có. Và mình thấy là nếu như mà cái thời điểm này những cái cơ hội mới, những cơ hội tốt nó chưa tới, mình thấy nó sẽ dần dần tới thôi, trong cái khoảng thời gian tiếp theo mà thôi. That's something better. Để mà một năm sau á, mình thấy là các bạn đã có được cái thành công cho mình rồi, thành tựu gì đó cho mình rồi. Các bạn trở thành vua, trở thành người làm chủ cuộc sống các bạn, một cái tinh thần độc lập rất là lớn. Bây giờ mình sẽ xem cái true love come to me ở đây là như nào đây, rõ hơn về cái kiểu mối quan hệ này được không? Open relationship, có thể là các bạn sẽ duy trì với nhau là một mối quan hệ mở, bạn bè, keep an open mind. Ok, nó sẽ rất là khác so với mà bạn suy nghĩ đấy, so những gì mà bạn định hướng ra, so những gì mà bạn suy nghĩ ở cái thời điểm hiện tại là tại có thể thời điểm hiện tại bạn đang open relationship với ai đó, nhưng chưa chắc cái người này sẽ là cái người cùng đi đến với bạn đến khoảng tận một năm sau nữa. Tức là gì, nó sẽ rất là khác so với cái kế hoạch của bạn. Attraction, mình thấy bạn thu hút lắm, bạn toát ra một cái nguồn năng lượng rất là đẹp, rất là tuyệt. Chính vì thế mà có những cái sự lựa chọn mới tốt hơn đến với bạn. Stay optimistic about your love life, hãy lạc quan về cái đời sống tình cảm của các bạn. Rồi, câu chuyện đây rõ hơn một chút rồi. Mình thấy rằng là cái người này sẽ là cái người mà bạn, có thể là các bạn kết nối, xong các bạn sẽ ngắt kết nối, sau đó là các bạn quay trở lại để làm một cái mối quan hệ open relationship, một cái kiểu giống như là đôi ta trên tình bạn dưới tình yêu á, hoặc là những người bạn của cuộc đời nhau gì gì đó ấy.
Ok, đợi mình. Nói chung là mình thì mình không muốn làm quá rõ xem là đâu là cái tình yêu đích thực dành cho các bạn. Bởi vì mình muốn là các bạn cần phải có cái sự trải nghiệm, cần có cái sự tương tác thì các bạn mới nhận ra được. Đừng cố gắng phụ thuộc cái trải nghiệm của mình. Các bạn sẽ có cái sự liên lạc ở đây. Mình thì mình thấy là các bạn vừa độc lập vừa lạnh lùng. Các bạn có nhớ không? Mình bảo là mình vừa bảo lúc nãy là ít nhất là sẽ có khoảng 2 người á. Rồi, bạn không khác gì cái người nữ ở trong đây, phân vân giữa 2 người. À, không biết chọn ai trong hai cái người này đây. Rồi. Đau đầu lắm. Nhưng mà một trong hai người này mình thấy là chú lớp của các bạn đấy. Có một người bạn đã quen rồi, có một người là một người mới. Ôi giời ơi. Còn đâu á, mình thấy là các bạn sẽ kiểu như là tỏ ra khá là lạnh lùng, độc lập thôi. Không có quá là kiểu vồ vập hay là gì đấy cả. Nói chung là mình thấy nó sẽ diễn biến khá kịch tính ở cái thời điểm tiếp theo đấy. Ở đâu thôi mình cũng chỉ tiết lộ đến như vậy được cho các bạn thôi. Bây giờ mình sẽ rút thêm thông điệp hay là thông tin hay là lời khuyên dành cho các bạn nhá. Số mấy đây nhỉ? Số 2 đúng không? Nói chung là mình thấy cả đối với hai người này cũng nó cũng đều là một mối quan hệ mở. Các bạn sẽ chưa đưa ra quyết định vội vàng gì đấy đâu. True love come to me, tình yêu đích thực đến với tôi. Cuộc sống là những chu kỳ, là những vòng tròn, là những vòng lặp. Khi mà cuộc sống có những cái sự thay đổi đó thì chúng ta không thể chống lại được. Bởi vì nếu như mà chúng ta chống lại những cái sự thay đổi đó ấy, thì nó chỉ đem đến cho chúng ta cái sự căng thẳng không cần thiết. Chính vì thế mà go with the flow, hãy để cho mọi thứ nó được diễn ra tự nhiên, xuôi dòng, và bạn sẽ phải ngạc nhiên vì những thứ ở phía dưới, ở phía cuối. Mình thấy là có một trong hai người này, mình thấy một người bạn đã biết rồi, còn một người có thể là một người mới mà sắp tới bạn sẽ gặp, hoặc là trong cái khoảng thời gian từ nay một năm nữa bạn sẽ gặp đó. Và mình thấy là đến khoảng thời gian tầm này của một năm sau, mình thấy bạn sẽ rơi vào trạng thái phân vân giữa hai cái người này. Nhưng mà mình thấy có một ai đó mà họ nghĩ về bạn rất là nhiều, họ yêu bạn rất là nhiều, thì chứng tỏ là cái người là người biết bạn rồi. Và mình thấy rằng là những cái mối quan hệ này nó sẽ có những sự biến đổi, có sẽ những có nút thắt, có những vấn đề diễn ra để cho cái mối quan hệ này nó có thể chuyển hóa được ấy mọi người. Nó chuyển hóa từ cái dạng này sang dạng khác được ấy. Có những thứ cần phải tha thứ, cần phải buông xuống. Cũng có những thứ mà bạn không cần phải cố gắng quá nhiều đâu, cứ để cho thời gian nó làm cái công việc của chính nó. Có thể thời điểm vừa qua các bạn đã rất là cố gắng để kiểm soát mọi thứ rồi, thả lỏng nó đi, để cho mọi thứ nó được diễn ra tự nhiên. Nếu có thể là một trong hai người này sẽ là cái người mà bạn sẽ là tình yêu đích thực của bạn. Thế nhá. Một lá nữa, bảo thôi rồi mà vẫn cứ vẫn bộ Gaia đi. Lời khuyên. Tinh thần độc lập là thứ mà mình thấy nó rõ nhất, lớn nhất ở trong cái tụ bài này. Mình thấy bạn nhìn ra được rất nhiều ảo ảnh trong cuộc sống, và bạn là cái người lựa chọn tương lai cũng như là lựa chọn những cái điều tốt đẹp đến với cuộc sống của mình. Một năm sau của các bạn sẽ rất là vui vẻ. Cũng có thể sẽ rơi vào trạng thái hơi bối rối một chút khi phải lựa chọn một trong hai. Nhưng mà hãy lắng nghe trái tim của các bạn. Đó là tụ bài số 2. Chào mọi người đến với tụ bài số 3. Đây là trẻ bé chung, chính vậy hãy đón nhận thông điệp này một cách thật là cởi mở nhất nhá. Và không phải lúc nào các bạn cũng sẽ nhận thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Đừng quên like video, comment và nhấn đăng ký kênh nếu mà các bạn chưa đăng ký nhá. Với câu hỏi đó là gì nhở? Bạn của một năm sau sẽ như thế nào á? Thì mình thấy thứ nhất nhá, cái thứ nổi bật ở đây đấy chính là mình thấy là các bạn sẽ có tiền bạc, tiền bạc, cái mặt tiền bạc tài chính của các bạn khá là dồi dào ở cái thời điểm một năm sau. Và mình thấy rằng là các
các bạn cũng bắt đầu học được cái cách đấy là yêu thương bản thân của bạn nhiều hơn. Và mình thấy là có một vài cái vấn đề diễn ra ở đây. Thứ nhất, đấy là trong khoảng thời gian 1 năm sau á, khoảng thời gian này 1 năm sau á, mình thấy đó là một cái khoảng thời gian mà các bạn tiền bạc ok, mọi thứ khác có thể ok, nhưng mình thấy nó có vấn đề liên quan đến những cái mối quan hệ của các bạn. Mình thấy có thể là bạn có một cái mối quan hệ nào đó, bất kỳ mối quan hệ nào nha, tình yêu hoặc là bất kỳ mối quan hệ nào đấy, thì mình thấy là ban đầu nó bắt đầu khá là tuyệt vời, khá là vui vẻ, khá là hạnh phúc. Tuy nhiên có thể là do cái cách tương tác giữa hai bên ý, nó có vấn đề. Có thể là mỗi một bên nó có một cái vấn đề khác nhau, cho nên khi hai người tương tác với nhau, mình thấy là ban đầu nó rất là tốt đẹp, về sau thì nó đã trở thành một cái mối quan hệ có sự ràng buộc lẫn nhau, xiềng xích lẫn nhau. Và cái mối quan hệ này nó có dấu hiệu của cái sự độc hại, của sự phụ thuộc, của sự xiềng xích. Và mình thấy bạn của một năm sau ở cái thời điểm này á, là cái khoảng thời điểm mà các bạn đang phân vân giữa cái việc là mình nên làm như thế nào đối với mối quan hệ này. Một, mình tiếp tục ở lại. Hai, mình tiếp tục rời đi. Hai là mình phải rời đi. Và mình thấy là có thể là bạn không dứt ra được khỏi người này, bạn không dứt ra được khỏi cái mối quan hệ này hoặc là cái tình huống này nhá. Không nhất thiết phải là một mối quan hệ, đó là cái tình huống nào đó mà nó độc hại, nó không phục vụ cho cuộc sống các bạn. Bởi vì mình thấy là có thể là các bạn không lỡ buông xuống bởi những cái ký ức tuyệt vời hoặc là những cái điều tuyệt vời mà ban đầu mối quan hệ này nó đem tới. Tất nhiên thôi, mối quan hệ thì ban đầu nó phải tuyệt thì hai bạn mới bước vào với nhau chứ. Nhưng mà khi mà cái cách mà hai bên tác động và tương tác lẫn nhau á, thì nó xảy ra những cái vấn đề của mỗi người, bắt đầu nó mới bộc lộ ra cái sự mất cân bằng và sự phụ thuộc. Và mình thấy nó biến cái mối quan hệ từ the lover thành the devil. Cái hình ảnh này thì có thể là hai bạn chưa có tưởng tượng ra được, nhưng mình sẽ lấy được một cái bộ bài khác để cho các bạn tưởng tượng ra được rằng là nó đã chuyển đổi như thế nào, đã chuyển hóa như thế nào. Có thể là các bạn vô tình thôi, các bạn không thể ngờ tới được rằng là nó lại diễn ra theo cái chiều hướng như vậy. Đây, vừa sờ vào một phát, đúng là kiểu cần phải được đem ra. Đây, các bạn nhìn thấy không? Mình thấy cái mối quan hệ này ban đầu chính là the lover. Nó có thể là rất là tuyệt vời, rất là hợp nhau, rất là... mà các bạn đặt rất là nhiều cái kỳ vọng của bản thân các bạn vào. Nhưng các bạn nhìn không, đây là vị thiên thần này, còn dưới đây là hai người đúng không, còn ở đây là gì, là con quỷ, và nó xiềng xích hai người này vào bởi cái sợi dây xích ở đây đó. Đây chính là một cái sự chuyển hóa của cái mối quan hệ này, có thể là nó đến và nó xuất phát từ cái việc đấy là hai bạn có một cái tương tác gì đấy nó không lành mạnh với nhau, cho nó dẫn đến cái sự ràng buộc và mối quan hệ này trở nên độc hại. Bạn ở thời điểm này một năm sau, các bạn sẽ phân vân giữa việc đi hay ở và nên làm như thế nào. Thật ra mình thấy là bạn hoàn toàn nhận thức được rằng là mình cần phải làm gì đối với mối quan hệ này, chỉ là các bạn đang cố gắng gọi là cứu vãn nó, cứu chữa nó mà thôi. Thế nhưng mà có những thứ nhá, bạn không thể cứu vãn được nữa, bởi vì trong cái quá trình mà chúng ta tương tác, chúng ta đã có vấn đề rồi. Cho nên cái việc mà chúng ta cần làm đấy chính là hãy xóa tan đi những cái sự, tức là một mình bạn thì bạn không thể thay đổi mối quan hệ này đâu, nó cần phải có cái sự của từ cả hai bên cơ, thay đổi từ cả hai bên cơ. Nhưng mà mình thấy là nó rất là khó để có thể tiếp tục được nữa rồi, cho nên ở đây nó mới có turn direction hướng bạn về cái việc đấy, là bạn sẽ phải đưa ra một cái sự lựa chọn mới, một cái quyết định đi một cái con đường mới, có thể rời xa, cắt đứt cái mối quan hệ này, bởi vì nó không thể phát triển nữa. Hai người bên cạnh nhau nhưng nó không thể phát triển được nữa. Nó chỉ dẫn hai người đi sâu xuống hay lún sâu xuống những cái điều độc hại mà thôi. Thế cho nên là hãy lắng nghe cái trái tim bạn nó lên tiếng cái điều gì. Có thể là bạn cho rằng cái trái tim bạn nó lên tiếng rằng là ui mình yêu người đó lắm, mình phải ở lại, hay là mình phải thế này, mình phải thế kia. Thật ra đó chưa chắc đó là cái trái tim của các bạn đâu. Đó chỉ là cái sự phụ thuộc, cái ego của các bạn. Cái sự phụ thuộc các bạn sợ rằng là mất đi cái người này, bạn không tìm được cái người mới tốt hơn để có ấy. Còn đâu, trái tim của các bạn mình thấy là bạn hoàn toàn hiểu rõ được, nắm rõ được cái vấn đề đây nó là thực sự nó là cái gì, và hãy biết cách yêu thương bản thân của các bạn. Mình thấy là đây sẽ là cái bài học mà các bạn học được từ cái việc đấy, là đối với cái mối quan hệ này. Có thể cái người này nhá, họ phỉ báng về mặt ngoại hình của các bạn, hoặc là họ chê bai, hoặc là họ làm như là họ có một cái gì đấy không tôn trọng các bạn. Nhưng mình thấy là thông qua cái điều này, mình thấy một năm sau á, các bạn sẽ nhận ra được cái vấn đề này. Và đây là cái bài học mà các bạn cần phải học, cần phải chú ý ở đây. Có những cái gì nhở, những cái lý do thực sự sâu xa hơn đằng sau những cái câu hỏi mà các bạn luôn tìm kiếm. Có thể là các bạn luôn hỏi tại sao mọi thứ nó lại như vậy.
đơn giản lắm. Cái cách mà bạn đối xử với bản thân á, nó quyết định rất là nhiều đến cái cách mà người khác đối xử với bạn. Tức là nếu như bạn càng tôn trọng bản thân, bạn có giới hạn với bản thân các bạn thì không một ai có thể lợi dụng các bạn. Hoặc là kể cả họ có làm như thế với bạn đi chăng nữa nhá, bạn cũng sẽ phản kháng ngay, chứ bạn không chịu đựng đâu. Nhưng mà đây là có một cái kiểu nó không hay, nó không đúng diễn ra rồi. Các bạn cần phải đổi góc nhìn đi. Thay vì trách cứ những cái điều gì khác, chúng ta xem xét cái vấn đề đấy đến từ trong chính bản thân của chúng ta và rút kinh nghiệm nó để mà không lặp lại các sai lầm này ở tiếp theo. Đợi mình. Đây là một mối quan hệ mà mình thấy có quá nhiều cám dỗ, có quá nhiều vấn đề trong mối quan hệ này. Đợi tem chỉ chính là một lá bài của sự cám dỗ. Có thể ban đầu hai người đến với nhau nó khác biệt lắm, hoặc là các bạn nó khác lắm so với cái thời điểm sau này nó diễn biến. Bạn cần phải giải phóng bản thân mình thôi các bạn ơi. Một năm sau các bạn sẽ phải đi đến cái quyết định đấy, là giải phóng bản thân mình ra khỏi một cái điều gì đó, một cái tình huống, một cái mối quan hệ nào đó mà nó ràng buộc hai người. Có thể các bạn sẽ thấy lạc lối, có thể là các bạn sẽ cảm thấy cô đơn, cảm thấy bối rối. Tuy nhiên thì nó chỉ đang hướng các bạn đi đúng cái con đường mà các bạn cần phải đi mà thôi. Có thể là chúng ta luôn luôn muốn nghe những cái điều tốt đẹp, đúng không? Nhưng mà gì? Bạn có chắc chắn là bạn là cái người tốt 100% không? Bạn có chắc chắn rằng là trong cái quá trình bạn tương tác với mọi người, bạn không mắc sai lầm không? Cho nên là gì? Ngay muốn cho cái cuộc sống của chúng ta nó tốt đẹp hơn ấy, thì ngay từ những cái hành động đỏ nhỏ nhất của chúng ta ấy, nó cũng đã phải khác đi rồi. Cho nên có những bạn mà comment kiểu có một khoảng thời gian mình nghe tại sao Min lại thấy tại cái thông điệp nó tiêu cực như vậy. Thế nào là tiêu cực cơ? Chúng ta luôn luôn là như vậy. Chúng ta sẽ có những lúc mà mọi thứ nó lên, có những lúc mọi thứ nó xuống. Chứ mình mà cứ truyền tải tất cả những cái thông điệp nó đều tốt đẹp thì nó dễ lắm. Nhưng mà đấy nó chỉ là mang tính chất du ngủ các bạn thôi. Nó không giúp các bạn nhìn vào cái sự thật vốn có mà các bạn có. Thế cho nên là khi mà các bạn đón nhận cái thông điệp này á, mình cũng hy vọng là các bạn với một cái tâm hồn, với một cái tâm hồn cởi mở nhất. Có những bạn rất buồn cười, xem xong cảm thấy không đúng ý mình ra dislike luôn. Đó, nhưng mà không sao, không có vấn đề gì cả. Bởi vì gì? Mình không thể giúp được các bạn thì vũ trụ sẽ nhúng tay vào để mà tác động các bạn rất là nhiều, cho đến khi nào các bạn thực sự nhận ra cái vấn đề đấy mới thôi. Thế cho nên là rất nhiều người chỉ thích nghe những điều tốt đẹp. Mình thấy các bạn cũng có điều tốt đấy chứ. Điều tốt các bạn là gì? Tiền bạc đây, đúng không? Là cái thứ nhất. Cái điều tốt tiếp theo nữa mà mình thấy ở đây đó chính là gì? Các bạn sẽ nhận ra được cái vấn đề của bản thân thông qua cái câu chuyện này. Đó là gì? Bạn vẫn chưa biết cách tôn trọng và yêu thương bản thân của các bạn. Người này đến chỉ để dạy bạn cái vấn đề đó thôi. Và bạn hoàn toàn có quyền quyết định được cơ mà. Hãy chọn một cái sự lựa chọn khác. Mình hy vọng là các bạn sẽ đón nhận thông điệp này một cách thật là cởi mở nhá. Cho dù có gì xảy ra đi chăng nữa thì cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn mà. Còn đâu à, mỗi một người có thể là sẽ trải qua rất là nhiều thăng trầm khác trong cuộc sống. Cho nên đôi khi đây cũng chỉ là một cái bài học thôi. Đơn giản nó là như vậy. Có nhiều bạn thì chỉ thích nghe tuyệt vời thôi. Tuyệt vời thì dễ lắm, bịa ra là được, đúng không? Nhưng mà bài lên nào thì mình đọc như vậy. Chúc các bạn một năm tiếp theo thành công rực rỡ nha. Ok, đó là tụng bài số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhấn like và đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye các bạn.